các bạn nhé, đây là đang làm sơn màu nhé cho nhà, các phòng khách này. Cái vợ chồng thì em nói cái chị nói giống nhau quá kìa. Muốn xong sớm này thấy người ta làm chuẩn thì khó, còn anh làm thì khó quá. Thế em sợ làm đúng 7 giờ này, chưa 12 giờ mới nghỉ. Thế chị vợ chồng phải thật đấy. Đi sáng em thì nhớ nhưng mà gặp cái thứ khó cũng kêu là thằng nghiện, cũng kêu là thằng nghiện rượu. Chó bố thằng nghiện rượu nó làm thì giờ chán chết. Thằng nghiện rượu kêu là khó mà kêu. Chị khó đấy là người ta kêu, người ta không kêu đâu. Thế mà 5 năm từ xưa đến rồi. Ai lấy của thằng Sơn này? Trông người như kia sao ai lấy? Chữ khó này nhưng mà làm được bao nhiêu lại người gái hết, người chỉ là người mình hết. Vui vui tính thế sao mà lại vợ bị vợ bỏ nhỉ? Đây, sơn sơn màu nhá. Sao mà bỏ? Đây là đang trên màu tường nhà này đi. Anh cứ trần xong rồi chưa xong rồi được nước này thôi. Cái tường này dưới này đẹp hơn nhỉ? Dưới đây nó sợ nó cát, nó chát đẹp hơn. Tí là nó chát đẹp hơn. Mai nữa là biết nó không biết. Trần thời cao này, trần thời cao này giật con. Các bạn cấp ơi. Ừ đúng rồi, nó quay từng công đoạn một. Đây là sơn màu đấy. Màu của cái phòng khách toàn bộ sử dụng là sơn Iloka hết đấy. Cái này là cắt buồng vẫn là màu hồng rồi nhỉ? Buồng vẫn là màu hồng, hồng. Vẫn là màu hồng, hồng nhạt tính rồi sao? Đã bảo rồi tuổi trẻ em vẫn đứng nhìn với nhau không bảo. Không. Con gái giờ, con gái giờ lại có giá lo gì nhưng mà mình. Trần thạch cao nhìn nó bóng lộng này, nó bả rồi, sơn là nó chưa thôi, nó chưa bả. Đây là sắc sơn màu đấy, sơn màu khách, sơn màu như sáng, màu từ nó đi sáng, còn bỏ trên trần thạch rồi. Thank you.
trước là nó bị ấy. Cái nháy này nó khó chịu lắm nhỉ. Nháy. Nó cứ nháy nháy này khó chịu. Thế nó giống ba ông trưởng đỡ đòi đi. Thế nó nói chuyện gì? Giật được 3 cấp thì cái trần thạch cao này đẹp, mũi mãn luôn. Thận nữa, lem ra này. Tay bỏ bỏ cái thùng xuống. Quét rất là cẩn thận những góc cạnh và những cái ổ điện thì dùng chổi để quét nhé. Và những cái mép chúng ta phải dùng chổi để quét thì mới được những cái nó bị sát. Khi có sơn cái này nó chưa quét, nó sơn trắng bát này. Làm sao những cái chỗ mà chúng ta không lùa được lưu thì phải lấy chổi nhỏ để chúng ta quét vào đây. Ok. Nhắc mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn video sau để giới thiệu tiếp về sơn màu phòng khách nhé. Khi nào xong thì mình sẽ quay tổng thể ngôi nhà đã sơn hoàn chỉnh ngôi nhà này. Thôn chùa, tái định cư thôn cù nhé.